cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, góp phần tuyên truyền bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Ban tổ chức cuộc thi sẽ tiếp nhận các bài dự thi gồm bản in và file mềm tại Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh và tương đương và Văn phòng Ban chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2022. Lễ công bố và trao giải cuộc thi được tổ chức vào tháng 10 năm 2022 nhân dịp 4 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm, ngày 26 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều nay tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật thanh tra sửa đổi và dự án luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi. Cho ý kiến về luật thanh tra sửa đổi, đại biểu Đoàn Thị Lê An cho rằng, dự luật lần này cơ bản khắc phục được những nội dung còn hạn chế, phát huy được vai trò của thanh tra trong giai đoạn tới. Luật lần này, Ban soạn thảo đề nghị vai trò của Ban Thanh tra Nhân dân tới đây, cùng cho ý kiến vào luật dân chủ cơ sở, đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung này. Dân chủ ở cơ sở và tới đây thì chúng ta cũng sẽ tham gia đóng góp ý kiến vào cái luật thực hiện dân chủ cơ sở. Thì về quan điểm đưa Ban Thanh tra Nhân dân về sang cái luật thực hiện dân chủ cơ sở thì tôi rất là đồng tình với nội dung này. Vì hoạt động thanh tra nhà nước thì mang tính quyền lực nhà nước. Về bản chất thì khác với hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân là một trong những thiết chế để thực hiện quyền giám sát của nhân dân ở cơ sở. Tuy nhiên thì thực tế hiện nay thì theo chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy thì nhiều sở, bộ phận thanh tra sở thì chỉ có từ 1, 2 người hoặc là đến 3 người. Và quy định về tổ chức cấp phòng thuộc sở thì dưới 5 biên chế và dưới 5 biên chế thì chỉ có 1 trưởng phòng. Thế như vậy thì quy định như vậy thì tôi thấy là không phù hợp. Do đó thì tôi đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu nên bỏ quy định về tổ chức của thanh tra sở tại Điều 30. Và nên để quy định của luật chuyên ngành yêu cầu quản lý trên từng lĩnh vật vực và biên chế được giao tại địa phương mà Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định thành lập và quy định tổ chức biên chế như khoản 2 điều 27 dự thảo luật đã quy định. Thì tới đây sẽ có Ủy ban phòng chống ban phòng chống tham nhũng. Mà ban phòng chống tham nhũng thì đồng chí Bí thư lại trực tiếp là trưởng ban, đồng chí Phó Bí thư thường trực Chủ tịch Hội đồng Nhân dân ví dụ thế là phó ban. Thế rồi cơ quan là Ban Nội chính là cơ quan thường trực. Thế thì hay chăng thì chúng ta nên có một cái đề xuất và sau này phải nghiên cứu và sát nhập lại thì thành một cái ban phòng chống tham nhũng của tỉnh. Thế thì tôi cũng báo cáo thật với các đồng chí là ví dụ chức năng của thanh tra các ngành có thể gộp hết về và thanh tra của tỉnh gộp về, thanh tra của huyện các thứ đang dôi dư biên chế các thứ gộp về và làm việc thì nó phải chuyên sâu. Tôi nói ví dụ bộ phận nông nghiệp đấy, cũng chỉ cần 2 đến 3 đồng chí, đúng không? 2 là giao thông, 3 là 4 là xây dựng, 5 là tài chính đầu tư. Đấy. Thế còn Ủy ban kiểm tra thì những cái vấn đề về Đảng, thì sau này tất cả hoạt động của cái này thì cái bộ máy của tỉnh nó không cồng kềnh mà có khi chúng ta còn giảm được cả về vấn đề biên chế. Thế còn bây giờ cứ ngồi ở đây thì thôi cứ sửa điều luật này, điều luật kia nhưng mấy nữa thực hiện thì cứ mạnh anh nào anh ấy làm. Thế trên thì bây giờ tôi báo cáo các đồng chí ở các bộ ngành thế nó rất là vất vả cho địa phương. Đấy, thì chúng ta phải thấy cái thực tế mà ở dưới chúng ta đang triển khai thực hiện, mà thực ra là chúng ta đã người cứ mỗi khi đoàn lên là phải tổ chức tiếp đón rồi thế này thế kia, các cơ quan cũng rất mệt mỏi. Nhưng tôi cũng nói thật với các đồng chí là chung quy lại thì khi thanh tra hay kiểm toán dù ở địa phương hay ở trung ương thì cũng tập trung vào mấy cái lĩnh vực. Đến đầu tiên là tôi đọc cái nào cũng là đầu tư tài chính, đúng không?
rồi mấy cái ban quản lý dự án là giao thông, thủy lợi, nông nghiệp phát triển nông thôn. Thế sau vừa qua thì nó có rầm rộ lên, ví dụ như là cái y tế, giáo dục. Thế thôi là cứ chọc hết vào đấy. Thế còn đi huyện đi xuống cũng lại tập trung vào các cái nội dung thế. Thế thì tôi báo cáo thật với các đồng chí là chúng ta làm như thế, tức là nó cái nọ nó trồng lên cái kia, đoàn nọ nó trồng lên đoàn kia. Thậm chí là ngay giám sát của Hội đồng Nhân dân các thứ cũng đưa ra các cái kế hoạch các thứ, rồi xây dựng các kế hoạch đi các huyện hoặc đi các sở ngành, rồi giám sát các cái chương trình. Thì thôi giám sát thì nó ngắn, báo cáo các đồng chí, giám sát thì nó ngắn thì cũng không nói. Nhưng mỗi một đợt thanh tra kiểm toán kia các đồng chí bảo mấy tháng trời. Đấy, xong lại còn mãi chưa có số liệu kia. Đấy, ông phải xong về cái thì cũng phát hiện được vụ việc này, vụ việc kia mà không có số liệu. Hai nữa là nó xa rời cái quản lý trực tiếp và cái chỉ đạo trực tiếp của thường vụ đảng ủy, của thường trực thường vụ tỉnh ủy. Đấy, thì báo cáo các chí tôi thấy nó như thế. Mà các bộ ngành thì cũng tương tự thôi. Đấy, thế nên là chúng ta ai chăng thì tôi nghĩ là suy nghĩ, có thể đề nghị. Tôi cũng sẽ có dịp, nếu nói cái này tôi cũng sẽ phát biểu và cũng đề nghị là trên từ Bộ Chính trị rồi Quốc hội cũng phải nghiên cứu là làm sao nó tổ chức cái bộ máy này. Nó phải thật sự mạnh và thật sự tinh. Đấy, và đi là coi như phải xác định được các cái vấn đề nóng bỏng ở dưới. Thế thì nếu bộ tỉnh mà tôi nghĩ làm như thế thì rất tốt. Thế thì cũng báo cáo các đồng chí. Thế còn bây giờ chi tiết thì tôi đọc nhiều rồi, các đồng chí ý kiến hết rồi. Đấy, đoàn này của tôi thì cô An cũng ý kiến những cái mà gọi phạm vi trong luật. Đấy, thì tôi không ý kiến nữa. Mà tôi thì tôi trăn trở ở cái chỗ này. Trăn trở chỗ này là nó thực tế từ các cái địa phương. Trên cơ sở phân tích, các đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát chỉnh sửa điều 64 của dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi để đảm bảo tính thống nhất với luật bảo vệ môi trường, theo hướng dẫn chiếu cơ sở khám bệnh chữa bệnh có trách nhiệm thực hiện việc phân loại, thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải y tế trong phạm vi cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Ngày 26 tháng 5, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về công tác cán bộ. Đến sự có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đại diện thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố. Hội nghị công bố các quyết định của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về công tác cán bộ, theo đó luân chuyển ông Nguyễn Tiến Hưng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng đến công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, điều động và bổ nhiệm ông Ngô Văn Chiến, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh đến công tác tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng, giữ chức vụ Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, bổ nhiệm lại ông Nông Văn Hiệp, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng tiếp tục giữ chức Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh. Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cảm ơn sự quan tâm của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng tạo điều kiện thuận lợi cho ngành bảo hiểm xã hội thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua. Ghi nhận thành tích nổi bật của Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Mong muốn trên cương vị mới, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng Ngô Văn Chiến tiếp tục phát huy những sở trường, thế mạnh, năng lực của bản thân, tăng cường công tác tham mưu cho tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, phối hợp với các sở ngành, chính quyền địa phương, triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội để đảm bảo người dân được thụ hưởng đầy đủ các chính sách an sinh, tiếp tục cải cách hành chính, chuyển đổi số, đẩy mạnh công tác truyền thông phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Ghi nhận những thành tích đạt được của Bảo hiểm xã hội tỉnh, đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, xây dựng tập thể đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Ngô Văn Chiến, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đạt được, thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo tỉnh cũng như triển khai kịp thời các chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Ngô Văn Chiến, tân Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, bày tỏ niềm vinh dự, trách nhiệm
khi được Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh tín nhiệm tin tưởng giao phó. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng chí hứa sẽ cố gắng nỗ lực tu dưỡng rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực công tác, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự giúp đỡ, sẻ chia, tạo điều kiện của các đồng chí, đồng nghiệp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngày 26 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, tới dự buổi sinh hoạt chi bộ xóm Nà Cháo, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng. Tại buổi sinh hoạt chi bộ, 35 đảng viên chi bộ xóm Nà Cháo đã được nghe thông tin tình hình thời sự, quán triệt một số văn bản của Đảng, văn bản chỉ đạo của cấp trên, đánh giá tình hình tư tưởng đảng viên, quần chúng, kết quả công tác tháng 5 của chi bộ và phương hướng nhiệm vụ tháng tiếp theo. 5 tháng đầu năm, chi bộ đều thực hiện tốt công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng trong đảng viên và quần chúng nhân dân, thường xuyên triển khai tuyên truyền, quán triệt chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước, văn bản của cấp trên, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trong xóm được đảm bảo, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chi ủy đã tuyên truyền vận động nhân dân chăm sóc các loại cây trồng vật nuôi, phòng trừ sâu bệnh. Trong tháng, một quần chúng ưu tú được xem xét kết nạp vào Đảng. Chi bộ tiếp tục quan tâm phát triển thêm đảng viên mới. Ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được của chi bộ xóm Nà Cháo, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Thúy Anh đề nghị các đảng viên phát huy tinh thần dân chủ, tự phê bình trong thảo luận sinh hoạt. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt, chi bộ cần xây dựng chương trình nội dung chuyên đề, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc ở khu dân cư. Chi bộ tập trung chỉ đạo tuyên truyền cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tiếp tục triển khai học tập quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 20, tập trung vào các điểm mới của nghị quyết, cụ thể hóa chương trình hành động của chi bộ, đặc biệt là thực hiện nội dung đột phá kết luận số 01 của Bộ Chính trị về thực hiện chỉ thị số 05 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuẩn bị sơ kết 6 tháng đầu năm và tham dự hội thi bí thư chi bộ giỏi các cấp, không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, chú trọng công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Ngày 26 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị nâng cao năng lực mạng lưới công viên địa chất Việt Nam. Dự hội nghị có ông Trịnh Hải Sơn, Viện trưởng Viện Địa chất và Khoáng sản, trưởng tiểu ban chuyên môn về công viên địa chất toàn cầu Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Trần Tân Văn, Ủy viên Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, ông Win Martini, Cố vấn cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu, đại diện các công viên địa chất Việt Nam, Hà Giang, Đắk Nông, Lạng Sơn, cùng các đối tác của Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng. Tại hội nghị, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Tân Văn đã giới thiệu về mô hình công viên địa chất, những lợi ích của các quốc gia khi lựa chọn phát triển theo mô hình công viên địa chất, các hoạt động trong công tác bảo vệ cảnh quan môi trường và phát huy di sản công viên địa chất. Cùng với đó, các đại biểu chia sẻ về vai trò của công viên địa chất trong phát triển kinh tế xã hội địa phương, các hoạt động mô hình hiệu quả phát triển công viên địa chất, chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án hoạt động bảo vệ môi trường bền vững, trao đổi một số bài học trong công tác giáo dục cộng đồng trong vùng công viên địa chất, cùng các hoạt động trọng tâm của mạng lưới đối tác công viên địa chất Non nước Cao Bằng trong năm 2022. Tại hội nghị, Ban Quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng đã trao chứng nhận cho 35 đối tác là các nhà hàng, khách sạn, đơn vị lưu trú, lữ hành, đó là người dân địa phương tham gia phát huy về bảo vệ điểm di sản, đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế, đơn vị kinh doanh vận tải. Đây là các cá nhân đơn vị đạt tiêu chuẩn và cùng hướng đến phát triển du lịch theo hướng bền vững. Ngày 26 tháng 5, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 382 ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, về công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó Tư lệnh Quân khu 1, đại diện lãnh đạo Cục Kỹ thuật và các cơ quan chức năng quân khu. Trong giai đoạn 15 năm, từ năm 2007 đến năm 2022, công tác kỹ thuật của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống cơ sở kỹ thuật được xây dựng đủ biên chế ở từng cấp. Đội ngũ cán bộ nhân viên kỹ thuật được đào tạo trong các nhà trường, quân đội có ý thức trách nhiệm cao, phát huy tốt năng lực trong quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật đủ số lượng, đúng chủng loại, chất lượng tốt, đồng bộ và an toàn tuyệt đối cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện,
diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh các năm 2009, 2016, 2021, thực hiện có hiệu quả chất lượng chương trình đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm vũ khí, khí tải quan sát đo đạc, quân cụ cầm tay cho bộ đội biên phòng. Kết quả thực hiện nghị quyết 382 cho thấy công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chỉ huy các cấp về công tác kỹ thuật được nâng cao, chất lượng công tác quản lý khai thác và hệ số kỹ thuật của vũ khí trang bị kỹ thuật được nâng lên. Chế độ ngày kỹ thuật duy trì có nền nếp, thống nhất trong lực lượng vũ trang tỉnh. Các trang thiết bị mới được đưa vào khai thác sử dụng có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó Tư lệnh Quân khu 1 đề nghị các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh phải tiếp tục quán triệt triển khai nhiệm vụ mọi mặt công tác kỹ thuật, làm tốt công tác niêm cất, bảo trì bảo dưỡng các loại vũ khí, đạn dược, duy trì tốt tình trạng kỹ thuật xe ô tô cũ và mới được biên chế, tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nghị quyết 382. Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật cần có chất lượng, tính ứng dụng cao, áp dụng vào huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thực hiện công tác chuyên môn tại đơn vị, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết 382, góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Nhân dịp này, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã trao giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Theo thông tin từ Sở Y tế, từ 17 giờ ngày 25 tháng 5 đến 17 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 15 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc lên 95.289 trường hợp, trong đó có 94.736 trường hợp ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh. 551 trường hợp mắc ghi nhận đi từ các tỉnh thành phố trong nước trở về tỉnh Cao Bằng, 2 trường hợp là công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về. Trong số 15 trường hợp mắc mới, cụ thể, thành phố Cao Bằng ghi nhận 3 trường hợp, huyện Bảo Lạc 3 trường hợp, huyện Hà Quảng 5 trường hợp, huyện Quảng Hòa 1 trường hợp, huyện Thạch An 2 trường hợp, huyện Trùng Khánh 1 trường hợp, các huyện Bảo Lâm, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Trùng Khánh không có trường hợp nào mắc mới. Có 8 trường hợp đang được cách ly điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị của tỉnh, 100 trường hợp không triệu chứng đang được cách ly điều trị tại nhà. Tất cả các trường hợp này sức khỏe ổn định. 14 trường hợp điều trị tại các cơ sở thu dung, điều trị và điều trị tại nhà đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, nâng tổng số khỏi bệnh lên 95.119 trường hợp. Đến nay, tổng số tử vong do COVID-19 là 59 trường hợp. Tính đến nay, tỉnh Cao Bằng đã lấy 562.865 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19, trong đó xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 153.743 mẫu, gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 916 mẫu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 867 mẫu, tại Trung tâm Y tế huyện Hòa An là 373 mẫu, còn lại được thực hiện tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật. Trong số 562.865 mẫu xét nghiệm kết quả đến ngày 26 tháng 5 năm 2022, có 95.289 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Tổng cộng test nhanh là 409.122 mẫu, trong đó tại cộng đồng 273.963 mẫu, tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 25.571 mẫu, tại các cơ sở khám chữa bệnh và chốt kiểm dịch là 109.588 mẫu. Nhằm đồng hành cùng với ngành y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng đã tặng 3.000 hộp thuốc kháng virus Moravir cho ngành y tế Cao Bằng. Moravir là thuốc chứa hoạt chất có tác dụng kháng virus để điều trị COVID-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành dương tính với SARS-CoV-2. Thuốc Moravir được Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam từ ngày 17 tháng 2 năm 2022. Cảm ơn sự quan tâm của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng, Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng khẳng định sẽ phân bổ sử dụng số thuốc trên để điều trị cho bệnh nhân một cách hiệu quả. Tính từ 16 giờ ngày 25 tháng 5 đến 16 giờ ngày 26 tháng 5, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.275 ca nhiễm mới, đều ghi nhận trong nước, giảm 69 ca so với ngày trước đó. Tại 47 tỉnh, thành phố có 1.080 ca trong cộng đồng. Trong ngày, số ca khỏi gấp gần 6 lần số mắc mới, không có F0 tử vong.
các tỉnh, thành phố ghi nhận nhiều ca bệnh như Hà Nội 309 ca, Vĩnh Phúc 92 ca, Nghệ An 83 ca, Phú Thọ 80 ca, Đà Nẵng 61 ca, Yên Bái 55 ca, Quảng Ninh 52 ca, Nam Định 44 ca, Lào Cai 42 ca, Tuyên Quang 40 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó, Bắc Ninh giảm 90 ca, Khánh Hòa giảm 12 ca, Đắk Nông giảm 11 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó, Hải Dương tăng 26 ca, Nam Định tăng 21 ca, Hà Tĩnh tăng 18 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua, 1.355 ca một ngày. Thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành kế hoạch triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 4 liều nhắc lại cho người dân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thời gian triển khai tiêm mũi 4 dự kiến bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022. Trước mắt, nhóm đối tượng công nhân tại các doanh nghiệp ngành than, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cán bộ y tế, lực lượng tuyến đầu sẽ được tiêm trước, sau đó đến người dân trên địa bàn. Ngay sau khi kết thúc việc tiêm mũi 4, người tiêm sẽ được ký xác nhận hộ chiếu vaccine. Đảng ủy quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cho các đồng chí cán bộ chủ chốt các cơ quan đơn vị quân sự tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông tin về các nội dung của hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, gồm tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đề án thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị cùng một số vấn đề quan trọng khác. Sau hội nghị, Đảng ủy quân sự tỉnh yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp tiếp tục phổ biến quán triệt tuyên truyền đến cán bộ đảng viên quần chúng trong đơn vị về kết quả hội nghị Trung ương 5 khóa 13. Đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của hội nghị Trung ương 5, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ngày 26 tháng 5, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 5 khóa 13 và quán triệt học tập nội dung tác phẩm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung cơ bản của hội nghị Trung ương 5 khóa 13 đã thảo luận cho ý kiến và quyết định về 9 nội dung, tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, đề án thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 khóa 13. Báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và một số vấn đề quan trọng khác. Các đại biểu đã được nghe giới thiệu nội dung tác phẩm, một số vấn đề, lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Đảng ủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu cấp ủy chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt tuyên truyền giáo dục sâu rộng đến toàn thể cán bộ đảng viên về kết quả hội nghị Trung ương 5 khóa 13 thiết thực hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, tình hình thực tế của đơn vị mình. Qua đó nâng cao nhận thức tư tưởng, hành động, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sáng nay ngày 26 tháng 5, Ban Dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh tái giám sát kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ di dân định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Hà Quảng.
đoàn giám sát đi thực tế tại dự án Lũng Cát, Po Sa, xã Trường Hà với tổng mức đầu tư phê duyệt hơn 7,5 tỷ đồng. Dự án được cấp kinh phí gần 5,9 tỷ đồng, đã giải ngân 5,1 tỷ đồng thực hiện đầu tư các hạng mục đường giao thông xóm Mã Lịp, Lũng Cát, Mã Lịp, Po Sa, Mã Lịp, Lũng Dốc, đầu tư xây dựng đường dây hạ thế, nhà sinh hoạt cộng đồng, bể chứa nước sinh hoạt. Dự án hoàn thành đưa được 13 trên 20 hộ vào định cư, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Trước đó, huyện Hà Quảng được phê duyệt đầu tư 3 dự án định canh, định cư, gồm dự án Phả Cán, xã Tổng Cọt, dự án Lũng Cát, Po Sa, xã Trường Hà, dự án Lũng Rịch, Lũng Đẩy, xã Lương Thông. Từ năm 2008 đến năm 2020, huyện được bố trí trên 13 tỷ đồng xây dựng các hạng mục thuộc hai dự án Tả Cán, xã Tổng Cọt, dự án Lũng Cát, Po Sa, xã Trường Hà. Đối với dự án Lũng Rịch, Lũng Đẩy, xã Lương Thông không thực hiện được do không bố trí vốn. Huyện Hà Quảng kiến nghị cần sớm bố trí kinh phí khai hoang phục hóa, tạo quỹ đất sản xuất, kinh phí lập bản đồ địa chính cho dự án định canh, định cư Tà Cán, xã Tổng Cọt, bổ sung nguồn vốn còn thiếu để thực hiện dự án. Đề nghị tỉnh xem xét tiếp tục đầu tư dự án di dân ra biên giới Phia Xiển, xóm Hưng Đạo, xã Cẩn Yên, ban hành cơ chế chính sách phù hợp cho địa phương thực hiện chính sách pháp luật về hỗ trợ di dân ổn định dân cư khu vực biên giới giai đoạn tiếp theo, đặc biệt có chính sách đầu tư đồng bộ và kịp thời cho các xóm xã biên giới. Đồng chí trưởng ban dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát nhận định các dự án di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Hà Quảng cơ bản có hiệu quả, bước đầu ổn định đời sống, sản xuất cho người dân biên giới. Đề nghị huyện cần chủ động khắc phục khó khăn, tìm nguồn lực hỗ trợ hạng mục cấp nước sạch cho dự án Lũng Cát, Po Sa, tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những ý kiến, kiến nghị của huyện được đoàn tổng hợp chuyển ngành chức năng xem xét giải quyết. Vừa qua, đoàn công tác của Công an tỉnh do đồng chí Đại tá Hòa Quang Tưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác đăng ký quản lý cư trú, cấp căn cước công dân và thu thập cập nhật thông tin dân cư, làm sạch dữ liệu dân cư tại Công an huyện Trùng Khánh. Đoàn đã kiểm tra 6 nội dung công tác như việc triển khai các kế hoạch văn bản chỉ đạo của Công an tỉnh trong quá trình thực hiện các giải pháp bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, công tác thu nhận hồ sơ căn cước công dân, việc thành lập và hoạt động của tổ công tác triển khai đề án 06CP, công tác tuyên truyền cụ thể, kiểm tra, phúc tra, việc thực hiện khắc phục các tồn tại hạn chế về thông tin công dân do Công an tỉnh đã chỉ ra. Qua kiểm tra cơ bản, Công an huyện Trùng Khánh đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Công an tỉnh đề ra. Tính đến nay, Công an huyện Trùng Khánh đã thu được 53.413 hồ sơ, đạt 90,4%, tiếp nhận 51.865 thẻ căn cước công dân, đã trả 51.360 thẻ cho công dân, đạt 91%, giải quyết cư trú, thường trú 3.880 hồ sơ, trả kết quả đúng hạn 3.846 hồ sơ, đạt 99%. Đến kiểm tra việc thực hiện đề án 06 tại hai xã Quang Trung và Ngọc Côn, đoàn công tác chỉ ra một số tồn tại hạn chế, nhắc nhở, có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tiếp theo. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Quang Tưng biểu dương những thành tích mà công an các đơn vị đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, công an các đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các cấp các ngành tham gia thực hiện, triển khai các giải pháp đảm bảo dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống, bền vững, gắn với nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, phục vụ phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu. Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lạc vừa ra ban thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022. 5 tháng đầu năm, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất phát triển kinh tế, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, các mô hình cây đặc sản địa phương. Đến nay, toàn huyện đã gieo trồng đạt và vượt kế hoạch. Đàn gia súc gia cầm phát triển bình thường, đã phun tiêu độc khử trùng tại 109 xóm, giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp ước đạt 7,8 tỷ đồng, đạt 47% chỉ tiêu kế hoạch năm so với cùng kỳ năm 2021 tăng 43%, thu ngân sách trên địa bàn 6,9 tỷ đồng bằng 32,2% chỉ tiêu tỉnh giao và bằng 29,6% so với chỉ tiêu huyện phấn đấu, bằng 75% so với cùng kỳ năm 2021. Giải ngân vốn đầu tư hơn 6,4 tỷ đồng, đạt
48,5% kế hoạch, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục duy trì hiệu quả, công tác quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới được giữ vững ổn định. Nhiệm vụ công tác 6 tháng năm 2022, huyện Bảo Lạc tiếp tục nhân rộng các mô hình có giá trị kinh tế cao, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phát triển đàn vật nuôi, thực hiện hiệu quả các đề án nông nghiệp thông minh, sản xuất nông lâm nghiệp, nông nghiệp hữu cơ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tăng cường thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Trại tạm giam Công an tỉnh vừa tổ chức lễ công bố giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân của chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng đợt 30 tháng 4 năm 2022. Dự buổi lễ có lãnh đạo Công an tỉnh, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và một số đơn vị chức năng có liên quan. Trong đợt này có 7 phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam Công an tỉnh được xem xét giảm án, trong đó 3 phạm nhân được giảm 5 tháng, 1 phạm nhân được giảm 4 tháng, 3 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù. Những phạm nhân được giảm án đều chấp hành tốt nội quy, quy chế của trại, lao động cải tạo tốt, đáp ứng đủ điều kiện giảm án theo quy định của pháp luật. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ mong muốn tập thể phạm nhân tiếp tục chấp hành tốt nội quy, quy định của trại, phấn đấu xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù sớm được hưởng khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong các đợt giảm án tiếp theo. Khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất và ngập úng hoa màu ở nhiều nơi trên địa bàn, huyện Bảo Lâm đã huy động lực lượng tại chỗ, san gạt đất, khẩn trương thông các tuyến đường giao thông, di dời nhân dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở, ngập úng. Mưa lớn đã làm sạt lở đất đá ta luy dương trên quốc lộ 34 với khối lượng lớn thuộc xóm Bắc Pha, xã Lý Bôn, hiện đang được lực lượng chức năng khắc phục tại vị trí km 78+200, km 78+400, km 78+900 thuộc quốc lộ 34, địa bàn xóm Cầm Pèng, Lạng Cá, thị trấn Bắc Miều. Mặt đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông nhiều giờ, đã được giải phóng đất đá để thông tuyến. Một số tuyến đường trên địa bàn huyện do bị sạt lở mặt đường hoặc sạt lở ta luy dương, xói mòn nhiều đoạn, hiện ô tô không thể đi được. Một số tuyến giao thông nông thôn, công trình thủy lợi bị sập hoàn toàn, hiện chưa thể khắc phục, cần có phương án, kế hoạch tu sửa nâng cấp trong thời gian sớm nhất. Mưa cũng đã gây ngập úng nhiều diện tích lúa ngô và tài sản của nhân dân tại các xã Nam Cao, Thái Sơn, Đức Hạnh, Quảng Lâm, Mông Ân, thị trấn Bắc Miều, đang được huyện khẩn trương khắc phục. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Lâm đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn các xã thị trấn kiểm tra xác minh, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, kịp thời triển khai phương án hỗ trợ và khắc phục, đồng thời nhắc nhở, cảnh báo các hộ dân chấp hành nghiêm quy định về phòng chống bão lũ, chủ động di rời ra khỏi vùng nguy hiểm. Thông tin thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.